Vào tối qua, nhiều trẻ em đã la hét vì sợ khi đu quay ở nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức bất ngờ xảy ra sự cố nghiêng sang một bên. Rất may, chiếc đu quay đã dừng lại ngay sau đó. Công an phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức đã có mặt cùng nhân viên bảo vệ và phụ huynh giải cứu các bé, không để xảy ra thương vong. Ngay sau đó, nhân viên kỹ thuật của nhà thiếu nhi Thủ Đức có mặt khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức cũng có mặt ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Đến sáng nay, công tác khắc phục sự cố đã xong. Nguyên nhân gây ra sự cố đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.